Mình xin chào quý vị và anh chị và các bạn. Ngày mới an lành, gặp nhiều may mắn. Dưới mình đánh cá nha bạn. Vẫn còn nha bạn. Tuyến này đéo lắm, như đánh nó khó đánh nha bạn. Tuyến này đánh kéo lắm, cái này xịt. Cái nào xịt mình bảo xịt nha bạn. Cái đầu tiên xịt, xịt luôn. Tuyến bên trên kia mình mất hai cái nha bạn. Chẳng biết là dân đấy hay đồng nghiệp đấy, chứ thấy lấy rất khéo. Qua thả đâu nhỉ? Nối rất đẹp nha bạn, như đánh nó thừa lượt đó. Đây nha bạn. Qua mình đánh dấu ở đây đây. Quá đẹp luôn. Thừa lượt đó. Cái được con rồi bạn. Còn nhỏ lườn chính đỏ lườn ở đây kém. Đây toàn phần mỗi sóng này là trũng nha bạn, còn mình đánh nguyên tràn hết đồng cao hết, chạy hết quả, chạy ngược tuyến. Đánh gặp đồng nghiệp cho nên chạy ngược tuyến. Mình không muốn đánh đánh trùng tuyến. Có thể là họ cao tay hơn hoặc là mình cao tay hơn chẳng hạn như thế, nhưng không muốn đánh cùng nhau. Cái này đồng con nhỏ chám dừng lên cho bác xem. Còn cái lúc nãy là cái xịt. Cái cuối cùng nha bạn. Cái này cũng là cái kết thúc luôn. Dưới nha bạn. Cái này lại lặng nha bạn. Cái lặng luôn đấy. Chút cho bạn xem nhá. Mình về đến nhà rồi. Nãy mình đang quay thì bị ngã nha bạn. Ống nặng nha bạn. Này nó ít hơn hôm qua. Qua gặp đồng nghiệp phải chạy ngựa trái tuyến nha bạn. Ống nặng mà. Ống nặng ống. Cái ống này nặng. Ống. Đúng nặng ống.
Đấy, một con ra rồi. Này được ít hơn hôm qua chắc. Đưa nó nhỏ hơn. Thả toàn phần đồng cao nha bạn. Có mấy cái lúc mình quay cho bạn ấy ở cái sóng đấy là chúc nó còn nguyên toàn phần đồng cao ấy. Nguyên đồng cao nhìn cái khác ngay. Khu cao chứ không phải là đồng cao nha bạn, mình nói nhầm. Đồng thì nó khô. Này này đã đóng bối đường dài nha bạn, ấm rồi. Có món ở dưới còn có còn to món trên này đồng cao khu cao chết ăn là ăn no mồi chết. Nặng nha bạn. Nguyên con một hơi nặng tí nha bạn. Ui. Nay mình lấy mất hai cái chỗ ống mà đánh, muốn đánh thêm cũng có nha bạn. Trên xe vẫn còn mà. Xe vẫn còn. Mới cái xịt. Quay vào đây xịt. Nặng. Bài bắt. Bắt đi. Nặng nha. Tuyến khác này. Này ít hơn quá. Quá nhỉ. Chết. Hả? Cái này cái nữa này kết thúc cho bạn. À, cái này hai cái nữa. Mình nhìn nhầm. Đúng không? Đúng không? Sống. Còn một cái nữa.
Còn mấy cái đây xịt. Cái cuối cùng nữa bạn. Hết rồi nha bạn. Tổng cộng được cái này nha bạn. Ít hơn qua chút. Ít hơn qua. Nếu các bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ giúp mình nha. Mình xin chào bạn, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Này nó cũng để